cái lọc của chi cho sớm. Những cái ngày uống nước ý thì bạn nhận những cái xô đi cúng đó. Bọn em đi theo, ví dụ bà hầu đồng bọn em sẽ bên tung hoa. Bà mà tung tiền là bà phải tung tiền to là tung một cháu. Thế rồi, bàn bạc nhau, thảo luận nhau hết rồi. Rồi anh đầu tư cho bà đi học. Đầu tư học khóa bây giờ bà đang ở trình độ sơ cấp rồi. Bây giờ học nâng cao giữa sơ cấp đến trung cấp xong lên cao học luôn. Thì là bà sẽ đi cúng được. Mà bây giờ tương lai sống năm mới có thể cúng một sự cũng già rồi. Không cúng người đấy. À, không có người nối nghiệp. Nối nghiệp. Nghĩa là cái kỹ năng về món đấy của bà là có tuyệt vời đúng không? Kiếm rồi anh ạ. Nói chung là có lương rồi. Bây giờ nâng cao cái lương lên. Mà mở rộng. Là chỗ khó của các cụ rồi bây giờ là. Bây giờ mở rộng địa bàn ngày trước chỉ là cúng thôi, bây giờ có thể là nhảy đồng luôn. Giỏi thật. Muốn thế có thể đi học. Có phải có đầu tư. Em đầu tư cho bà đi học. Tiếng và đất tiếng là 200 người thì chút làm gì đâu. Không, nhưng mà có quy định như là em trai Phạm Nhật Vượng này. Cháu đầu tư cho bà đi học nhưng mà phải làm cho cháu 10 năm ở đây. Xong lúc đó bà mới đi công ty người khác được. Đức thì đánh đàn. Có hết rồi, tự nhiên có hết rồi. Ban vệ là đầy đủ rồi. Có cả thủ quỹ, có cả các thứ rồi đúng không? Đúng hết rồi. Góc nào là biết hết. Thế thì lúc nào bà ấy thì bà phải gọi cháu để cháu quay xong cháu lăng xê cho cái tên tuổi. Làm hình ảnh lên Phú. Lăng xê cái tên tuổi của bà lên. Bà Nhuận là sinh năm bao nhiêu? 60. 60 à? Sinh năm 60 á? Bà sinh 60. Thế là bà 64 tuổi à? 63 tuổi. Thế trong cái tuổi đấy cũng là cái tuổi cúng bái được. Tin tưởng rồi. Phù hợp rồi. Ngoài 60 là... Những cái chiều xào đó có thể cúng bái rồi. Người ta có thuê mướn thì người ta cũng yên tâm. Cái gân này là khả năng là anh sợ nó khi đã phải đắp vân anh ạ. Sợ cào nó mặc. Ờ. Không đắp. Tức là nếu không thế cái đấy chỉ cả lượt tí này thôi, không còn sâu nữa. Sợ chứ hả? Cái đấy cả lượt đi. Vẽ đi xong nếu mà em cảm gió thấy nó thì em đắp thêm. Anh nghĩ đắp đơn giản lắm mà. Đây ví dụ cầm đất này nè. Ví dụ cho nó ví dụ để đắp cho cái việc như này nha. À cái gần đấy để đắp cái này cho chỉ xong bắt đầu mình phải cào đi đấy là cái gần đấy rồi cái kia thì mình còn nhẹ tay này thôi mình còn dãi ra thêm vào sâu mặn sâu xuống à đấy là cái gần thì nó nổi cái gần lên vâng. Chỉ mũi chỉ vào cái chén ấy, chiều chưa dán cá nữa chứ còn lấy mỡ mà dán. Anh lấy cái dán 40 lên mà ít quá mà mình cái dán đẹp. Thế nào? Đẹp nhưng mà to. To. Phải to nhưng mà rất là bằng mít. Vâng, cứ bật chuột vào đây đi. Đẹp đấy nhỉ? Vâng. Cái bằng đó. Nó có điều kiện ra đầu tư thêm một ít nữa. Không phải, bán đây anh, cái bán này đấy. Bán 30 nó làm cho nó làm 5 cái nữa. Cái bán này có một cái nhẹ.